hình ảnh lá ngón trong truyện ngắn vợ chồng A Phổ xuất hiện mấy lần? Vô đó, vậy thôi. Kiểm tra bài cũ cứng gắt, thầy giáo khiến học trò tâm phục khẩu phục. Ở đây có ai đi học mà sợ kiểm tra miệng 15 phút đầu giờ không nào? Nói chung là cứ đến cái tầm đấy mà nhất là chúng cái môn mình học dở nữa thì hầu như toàn chỉ ngồi khấn vái chắp tay để thầy cô không nhìn chúng mình thôi, phải không? Nhưng viễn cảnh đó sẽ không diễn ra nếu bạn học ở lớp này. Khi kiểm tra miệng của thầy là kiểm tra một lượt hết cả lớp luôn, đố ai thoát được. Đánh đá ngón trong truyện ngắn về chồng A Phổ xuất hiện mấy lần? 3 lần. Vô. Đó, vậy thôi. Trang làm nghề gì? Cho ai? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đi ra. Trong những ngày biển tàu, gia đình hàng dài ăn món gì để sống? Hàng tháng trời. Ok, được. Vì sao Trương Ba không chịu nhập vào sát của khu tị? Em đi luôn rồi. Mỗi cái nhắm kỹ chừng là ba đang cám cùng thấy gì? Rồi, lia mấy đứa này này ca này, quay mặt qua đây, quay mặt qua đây, quay mặt qua đây. Vô, xuống vô, này, lia, mấy đây ca. Đấy, hỏi nhanh đáp gọn một tí là biết ai học hay chưa. Mà câu hỏi và kiến thức random trải dài như này thì phải học thật chứ không có học tủ được đâu nha. Các bạn thấy màn kiểm tra này thế nào? Xem cũng hồi hộp dùm nhở. Nhớ là ủng hộ 8TV bằng cách like, share và subscribe mỗi ngày để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị bạn nhé.